Tắm trong 100.000 hạt trân châu và cái kết khiến hàng triệu người chết ngất. Làm điều mà không ai dám thử, nam thanh niên người Nhật nhận ngay cái kết đứng hình. Nói về độ dị, chắc chắn chẳng có quốc gia nào đứng trên được người Nhật. Dù dân số không đông nhất thế giới, song đây là nơi sản sinh ra rất nhiều ý tưởng quái lạ mà không ở đâu có. Có lẽ để chứng minh tinh thần dân tộc, nam thanh niên người Nhật dưới đây đã cho ra đời một đoạn video với ý tưởng chưa từng thấy khiến nhiều người không thốt nên lời. Theo đó, anh chàng này đã mua về 30 gói hạt trân châu, mỗi gói khoảng 3.500 hạt và tổng cộng là 105.000 tất cả. Và những gì xảy ra tiếp theo khiến ai nấy đều thất kinh. Bằng một thái độ rất quyết liệt và dứt khoát, thanh niên này thẳng tay đổ hơn 100.000 hạt trân châu vào trong bồn tắm nước ngập. Cảnh tượng này nhìn không khác gì rắc thức ăn cho cá vậy. Một giờ sau, mặc dù hạt trân châu vẫn chưa ngập hết, nhưng so với ban đầu, chúng đã nở to gấp 120 lần. Thực chất, đoạn video này đã được quay một năm về trước và thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Sau đó, thanh niên này đã mang số hạt nở kia đóng hộp bảo quản cẩn thận. Và sau một năm, kết quả thu được tiếp tục khiến mọi người không khỏi thêm ngỡ ngàng. Nước ngâm chúng sau một năm cũng không đổi màu mà vẫn giữ được độ trong. Kết quả này chẳng phải quá bất ngờ hay sao?